Vâng, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với trang ITP Club Channel và đến với một video chia sẻ về thị trường của Nghĩa. Thì chúng ta đã gặp nhau trong một buổi tối chủ nhật ngày 29 tháng 10. Thì đáng lẽ tối ngày hôm nay Nghĩa sẽ livestream đồng hành cùng với anh chị. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ gói gọn với nhau trong video này anh chị, tại vì mình không sắp xếp được thời gian có thể đang sống livestream thường xuyên được với anh chị. Thì ok, đầu tiên là cái thông tin trong 2 ngày cuối tuần mà mình đón nhận, nó có một vài cái yếu tố Nghĩa đánh giá là đã tới thời điểm mà cái cuộc chơi của thị trường nó rõ ràng vậy. Tới bây giờ thì cuộc chơi này nó sẽ rõ ràng. Thì cái mà hôm nay anh chị đang thấy đó là câu chuyện cắt margin, đáy cả đây hay là rơi cũng sẽ ở đây. Cái phiên thứ hai chúng ta sẽ rõ ràng về cái việc này. Đầu tiên đó là nói về cái thông tin trên thị trường thì anh chị nhà tư mình là thấy về cái bối cảnh bên ngoài á, thì cuối tuần vừa rồi nếu mọi người thạo thông tin cũng như là anh chị cập nhật những thông tin khá là thường xuyên thì mọi người có thể nghe được là một vài thông tin cho rằng Fed sẽ ngưng tăng lãi suất luôn vậy. Đó là cái thông tin về bối cảnh bên ngoài. Thì cái việc này trong cái buổi livestream chiều thứ bảy vừa rồi Nghĩa cũng có đánh giá với anh chị nhà đầu tư chúng ta khá là rõ nét về các cái bối cảnh tình hình các chỉ số PCE. Thì cái điều này thì mình đánh giá là tới 90% nó sẽ diễn ra là như vậy. Và nếu như mà Fed ngưng tăng lãi suất, tức là vẫn duy trì, ngưng tăng không có nghĩa là giảm gì, vẫn duy trì cái đà mức lãi suất là 5.25 đến 5.5 thì cái chính sách của chúng ta vẫn có cơ hội để có thể duy trì. Đương nhiên là những cái bất ổn về câu chuyện tỷ giá đó sẽ là một cái liều thuốc mà đưa thị trường vào một cái thế khó. Thì có thể nhà nước chúng ta trong thời gian sắp tới nếu câu chuyện về tỷ giá mà không ổn thì chắc là sẽ có những biện pháp bán ngoại hối, bán USD ra để bình ổn cái tỷ giá, nhằm mục tiêu là vẫn duy trì chính sách và đẩy mạnh câu chuyện tăng trưởng như cuối năm. Ok, đó là về mặt chính sách bối cảnh bên ngoài. Còn về cái thông tin mà trên thumbnail Nghĩa đang để cắt margin thì ở đây cũng chỉ đang là những cái tin đồn đoán cũng như là tin nói chuyện truyền tai nhau từ bà bán trà đá vỉa hè thôi chị. Thì mình chưa thấy cái văn bản nào cụ thể về cái thông tin này, đó là cắt margin với các cổ phiếu của nhà hậu Vin. Đó vậy, đó là các thông tin mà đang được nói ở trong ngày hôm nay. Mình cũng nghe như vậy thôi thì mình cũng chia sẻ, chứ mình cũng không thấy cụ thể có văn bản cũng như là cái dữ kiện nào cả anh chị. Thì không biết là anh chị đầu tư mình mọi người đã có thông tin cụ thể chính xác chưa, nhưng nếu như anh chị có, anh chị có thể để lại ở bên dưới cái phần comment này một cái đường link để Nghĩa cũng như là các anh chị nhiều thứ khác mọi người tham khảo ha. Đó thì vì sao mình đang nói như vậy, cái phục diện của thị trường nó sẽ phân định rõ thời điểm này. Thì chúng ta thấy là cái phiên hai phiên cuối tuần vừa rồi thị trường chúng ta dường như biến động chính đó là các cổ phiếu của nhà hậu Vin, Vinhome, VIX, VRE. Đó là cuộc chơi của thị trường ở cuối tuần. Thì nếu như mà cái sự vận động ở thời điểm hiện tại thì nó diễn ra theo cái chiều hướng xấu thì cái tin tức đó mà đưa ra chị, ví dụ tin đồn cổ phiếu, các tin tức nói về việc là cắt margin với các cổ phiếu nhà hậu Vin mà được đưa ra, hoặc là đó là một cái tin xác thực, có thể sẽ xem cái phản ứng giống như cái thời điểm ra các tin tức cắt margin của Hoa Sen Nam Kiên không gì, tức là cổ phiếu sẽ bị bán mạnh, cá nhân cũng bán, tổ chức cũng bán. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây để quyết định là xem thử ý chí tạo lập thì trường đang muốn cái gì. Thì phiên thứ 6 vừa rồi chúng ta có một cái nến doji rút chân, VIX cũng rút chân, Vinhome thì thoát sàn. Thì bây giờ nếu như mà tin tức này mà gây ra một cái sự phản ứng ngay phiên thứ hai, đó là một cú đạp đổ, đó là cú đạp đổ anh chị. Thì thị trường sẽ tiếp tục đi vậy. Hình dung nếu như đây là cái tin tức mà phủ đầu và thị trường không có ý định dòng tiền vào đỡ hoặc là tạo lập, vẫn không muốn dừng lại ở đây Anh chị sẽ thấy phiên thứ hai sẽ ngay một phiên tiếp tục thảm sát giảm điểm, có đương nhiên thì sẽ không giảm 46 điểm như thế này, nhưng có thể sẽ là một phiên giảm 20 30 điểm là chuyện có khả năng. Nếu như cái đồ đó vậy diễn biến và như vậy thì từ chúng ta nó sẽ cứ trôi về đâu đó có vùng thậm chí là dưới cả 1.000 luôn. Chi 98 và sang tuần nó sẽ là con số chi 98, nó thậm chí thì rồi sẽ trôi về đó. Ngược lại, nếu như mà tạo lập muốn đây là đáy của thị trường, muốn đây là đáy thị trường, thì cái thông tin mà margin bị cắt của các cổ phiếu như Hậu Vin sẽ là một cái liều thuốc thử vào phiên giao dịch buổi sáng thứ hai với nhà đầu tư. Như vậy phiên sáng thứ hai như vậy thì vì liều thuốc thử đó nằm ở đâu? Cái liều thuốc thử đó của thị trường sẽ nằm ở cái mốc, để xem những gì đồ thị 15 phút có một cái mốc đó, đó là con mốc 1049. Thì nếu như cái liều thuốc thử này trong buổi sáng mà thị trường không mắc 1049 và giữ ở đây thì phiên chiều sẽ là một phiên tăng điểm, và như vậy là ý chí tạo lập đang muốn thị trường dừng, tại vì tin ra mà không đạp đổ. Vậy nhưng mà tin ra mà không đạp đổ, mà tin đồn có mà nhà tư không có bán tháo, không có đạp đổ, thì như vậy cái ý chí thị trường đang nằm ở đây, và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội tạo đáy ở đây, có cơ hội tạo đáy từ trên này nha. Đó, cho nên mình vì sao người nói cái phiên thứ hai sẽ là phiên rất quan trọng, nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng được cái ý chí của tạo lập. Nếu như đánh tiếp sẽ là một cái phiên giảm điểm mạnh, nhưng ngược lại có thể chúng ta sẽ có một phiên tăng điểm mạnh, đó là sáng thì được có thể là giảm điểm đó, sau đó thì tăng vào phiên chiều. Ok, để giúp cả nhà. Cho nên phiên thứ hai sẽ là phiên quyết định cuộc chuyện của thị trường. Ok rồi, thì nếu như mà chúng ta nhìn theo một cái chiều hướng tích cực như vậy trước tiên ha, thì thứ hai mà cho một cái nến xanh thì chúng ta sẽ có một 3 nén tổ hợp, đó là nến Morningstar, nến đảo chiều, có một cái nến đuôi Z rút chân rất dài, như vậy là khá là uy tín. Thì như vậy cái cuộc chơi của thị trường bây giờ anh chị sẽ phải nhìn sang các khung đồ thị tháng một tí, và chúng ta sẽ có hai phiên thứ hai và thứ ba để thị trường chúng ta kết thúc cái tháng 10. Thì tạm thời diễn biến trong tháng 10 chúng ta đang mất có vùng cân bằng chị, đó là vùng 1092, và không đồ thị tuần thì tuần vừa rồi đã đóng cửa ở 1009 dưới 1084. Thì như vậy cái tuần tới sẽ là một cái tuần rất quan trọng, và đặc biệt cái tháng nó cũng để phản ánh được cái cuộc diện. Thì bây giờ nếu như mà cái tháng gì mà thị trường chúng ta đóng cửa ở đâu đó sát sườn 1092, có thể là trên 1085 để vượt được không tuần này, vượt cái tuần và đóng cửa đâu đó sát sườn 1092, thậm chí là ngay 1092, đó là thị trường tăng đâu đó khoảng 32 điểm trong hai phiên đầu tuần thứ hai và thứ ba, là mỗi phiên tăng 15-20 điểm đó chị. Thì như vậy là cái ý chí tạo lập lại càng thể hiện rõ nét hơn, là đây sẽ là cái điểm dừng, đây sẽ là cái điểm dừng, và thị trường sẽ cố gắng có những cái dịp phục hồi quay trở lại trong tháng 11. Cho nên phiên thứ hai, phiên thứ ba sẽ rất quan trọng. Cái cơ hội đảo chiều của thị trường nó sẽ diễn ra ở đầu tuần đó chị. Phiên thứ hai chúng ta sẽ đánh giá được là tạo lập đang muốn gì, và phiên thứ ba sẽ là phiên xác nhận cho điều đó. Nếu như thị trường đóng cửa sát sườn đâu đó khoảng 1085 đến 1092 ở phiên thứ ba, nghĩ cho rằng cái cơ hội quay trở lại thì của thị trường trong tháng 11 sẽ có, và như vậy chúng ta có hy vọng về một cái Tết có bên trong có thể có một nhịp tăng điểm phục hồi. Và như vậy thị trường sẽ càng tạo hai đáy. Còn nếu như mà thứ hai là một phiên giảm điểm tiếp tục, để hành trình của thị trường như nghĩa là nói chị, ít nhất phải đi đâu đó khoảng 60 điểm nữa, ít nhất thị trường phải đi đó khoảng 60 điểm nữa. Mà thị trường đi 60 điểm thì cổ phiếu anh chị sẽ có thể đâu đó khoảng 2 cây sàn là có anh chị nha. Cho nên thị trường vẫn còn rất là khốc liệt, và cái xác suất bây giờ đang là 50-50. Những cái tin tức trong cuối tuần vừa rồi, trong ngày hôm nay đang có, nó đang là khá là quan trọng trong tuần tới. Ok rồi, thì video này nghĩa là chỉ như vậy đó vậy, nội dung chủ yếu là để nhắc nhở anh chị nhân tư, mọi người chú ý về cái cuộc diện của thị trường, nó sẽ được quyết định rất là rõ ràng vào hai phiên đầu tuần. chúng ta sẽ chờ đợi cái kết quả này để chúng ta có thể đánh giá. Nếu thị trường tăng được ở đầu tuần, đó sẽ là cơ hội. Cơ hội như vậy chứ chưa phải là xác nhận. Cơ hội thị trường dừng ở đây. Còn nếu như mà thứ hai đi thì anh chị xác định là thị trường còn trôi nữa. Ok rồi, thì cho nên ít nhiều là bây giờ những anh chị như thế mà mọi người không tiền á, thì đánh giá là cũng chưa phải là lúc mọi người vội vàng xuống tiền đâu vậy. Anh chị cứ bình tĩnh chờ đợi những cái kết quả. Còn nếu anh chị nhà tư mà mọi người đang có nắm giữ cổ phiếu mà cái dịp này thì đừng có hồi được ở đầu tuần, có tăng được ở đầu tuần, thì đánh giá anh chị như mình mọi người nên hạ tỷ trọng. Nên hạ tỷ trọng an toàn 50-50. Bởi vì anh chị đang giữ lì thì mọi người cố gắng mà hạ xuống, cố gắng mà hạ hàng. Còn anh chị nhà tư mà nếu trường hợp thị trường đi thì chúng ta sẽ mở chờ thăm dò ở vùng đâu đó khoảng 1.000 anh chị phải chờ tới 1.000 luôn á. Bây giờ mà thị trường đi nữa là đi rất xa, đi không biết về đâu cả. Cho nên anh chị nhà tư mà mọi người đang ôm cổ phiếu ngoài trường hợp thị trường tiêu cực trong đầu tuần, thì anh chị nếu như gồng được thì thật ra vẫn gồng để chờ xử lý. Còn nếu như mà anh chị bí bật quá thì mình khuyến nghị anh chị bán cắt lỗ 50% để chúng ta giải quyết được vấn đề tâm lý của chúng ta đã. 50% còn lại chúng ta sẽ chờ điểm xử lý và các cách xử lý cho anh chị. Ok, thì anh chị nhà tư nào mọi người đang theo dõi mà nếu như mà mọi người đang có những cái vướng mắc chưa rõ ràng, chưa hỗ trợ được, chưa giải đáp được, thì mọi người cứ liên hệ với Nghĩa. Nghĩa đưa anh chị nhà tư một cái hướng xử lý tài khoản đã thua lỗ. Còn nếu anh chị đang có tiền và đang rất là nôn nóng trong quyết định muốn giải ngân thì mọi người cũng cứ liên hệ. Thì Nghĩa đưa một cái kế hoạch rõ ràng như nào giải ngân an toàn. Rồi, chúc anh chị nhà tư mọi người ngày mai cũng như là tuần tới có một tuần giao dịch hiệu quả. Chúc thị trường của chúng ta có thể dừng lại đây để anh chị có một cái Tết là ấm no vui vẻ, bánh chưng có thịt chứ không mà Tết này đói như vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.